Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì Hùng đang có mặt trên đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Hùng có công việc đi ngang qua đây và Hùng vô tình thấy một ngôi chùa. Đây là chùa Minh Đạo, với lối kiến trúc khá đặc biệt và ấn tượng thì Hùng đã dừng xe và review toàn cảnh ngôi chùa cho các bạn và Hùng chúng ta sẽ cùng tham quan và cùng nhau chiêm bái tổng thể ngôi chùa nhé. Nhìn tổng quan không gian bên ngoài thì các bạn có thể thấy ngôi chùa đang sử dụng màu vàng làm chủ đạo. Màu vàng trong Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ, tình thương và thể hiện cho sự thánh thoát trong sáng. Cùng quan niệm màu vàng trong Phật giáo thì kiến trúc của ngôi chùa sử dụng màu vàng vô cùng độc đáo và phong phú. Cũng như bao ngôi chùa khác tại Việt Nam thì cổng tam quan được xây dựng với lối kiến trúc chủng môn, gồm có một cổng chính và hai cổng phụ ở hai bên. Hai bên cổng phụ được nhà chùa đặt hai chú kim ngân vô cùng uy nghi. Mái của cổng tam quan thì được lợp bằng ngói vại truyền thống màu đỏ gạch. Mái của cổng tam quan hay là chánh điện của ngôi chùa có bốn mái cong đầu đao vút lên trên trời, hay còn gọi là tàu đao. Còn trên đỉnh của mái thì đắp hình nữ long trầu nhiệt nguyệt. Đây là nét kiến trúc đặc trưng cho các chùa chiền, đỉnh miếu ở Việt Nam. Bốn bức tường là các hình ảnh, các bức tranh được các nghệ nhân điêu khắc vô cùng sinh động và phong phú. Ngôi chùa được thành lập vào tháng 4 năm 1964. Ban đầu khởi công xây dựng thì ngôi chùa chỉ là một am nhỏ, khiêm tốn nhưng cũng không kém phần trang nghiêm lịch sự giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Và theo thời gian, cơ sở đã dần được cải tạo trùng tu với tấm lòng hộ đạo của quý Phật tử phường Yên Đỗ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chúng ta vừa bước qua cổng tam quan vào khuôn viên của ngôi chùa, trước mặt chúng ta sẽ gặp luôn đây chính là Phật đường của ngôi chùa. Và Phật đường gồm có hai tầng, tầng trệt là giảng đường và tầng 2 là Phật điện của ngôi chùa. Khuôn viên xung quanh trước giảng đường không quá lớn nhưng được bài trí vô cùng hài hòa và tinh tế. Bên tay trái của khuôn viên là điện thờ Phật Đức Mẹ Quan Thế Âm Lộ Thiên. Thank you.
Còn bên tay phải chính là một điện thờ Đức Phật Di Lặc, xung quanh là những cây xanh và một hòn Nam Bộ nhỏ. Nhà chùa đã tái hiện lại thác nước phong thủy Di Lặc Tiếu Hồ, là sự kết hợp hài hòa giữa bức tượng Đức Phật Di Lặc cùng với dòng thác nước chia thành nhiều tầng. Không giống như các ngôi chùa khác ở Việt Nam, lan can lên cầu thang điện Phật chính là những hình ảnh bằng rồng, bằng phụng. Thì ở đây, đường lên Phật điện, hoa sen được xem như biểu tượng, tượng trưng cho văn hóa Phật giáo, gợi lên cho chúng ta những đức tính lương thiện, kiên nhẫn, không nhiễm tạp. Đường lên Phật điện là một hình ảnh vô cùng thanh tao, thuần khiết và cũng rất độc đáo. Trước cửa chính của Phật điện là hai bức tượng hai vị thần hộ pháp ở hai bên, vô cùng uy nghi và bề thế. Ta có thể thấy rằng Phật điện chính của ngôi chùa cũng sử dụng hai màu, màu vàng và màu đỏ để làm chủ đạo, hai màu sắc chính để trang trí cho các không gian tâm linh. Khi đặt chân vào bất cứ ngôi chùa hay đình miếu nào ở Việt Nam, ta thường có cảm giác thanh tịnh. Cảm giác này được tạo lên bởi sự kết hợp hài hòa của những màu sắc, những chữ viết, những hoa văn thệp vàng trên những nền đỏ son, đỏ sẫm, hay những hoành phi câu đối, những cột kèo hay những ban bệ thờ. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc gồm có màu nâu, đen, cánh gián, tất quả hòa quyện vào nhau, tôn tạo lên một không gian trầm mặc. Chùa là nơi tâm linh, tĩnh lặng. Mọi cái trong kiến trúc của chùa đều để tâm người ta lắng lại. Sự thanh lọc, vi diệu, vĩ đại của những mái chùa bình yên, giấu mình trong bóng cây, trong vách núi. Và chùa Việt từ xưa toát nên cái sâu lắng chứ không phải sự bể thế. Vừa rồi thì mình cũng đã gửi đến quý vị và các bạn toàn cảnh về ngôi chùa Minh Đạo. Và video của mình xin dừng tại đây. Nếu quý vị và các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.